Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo về các đồng chí, còn nước thì còn tát, có vào không ạ? Đấy, đấy là Y Đức. Đây là cục dàn Aiva, có model là ZD9100M. Đấy. Còn bên trên này là cái thớt lọc xì. Đây, cái thớt lọc xì của nó đây. Đấy, Aiva này. Đấy, cái thớt lọc xì đây. Thì cái thớt âm ly này thì không phải chọc ngoáy gì cả. Thế nhưng cái thớt lọc xì thì có can thiệp Đông Tây Y kết hợp nhá. Đây là hai cái mặt hiển thị của nó. Đây. Đấy. Khu vực trên này thì không có chọc ngoáy gì cả. Đấy. Hai con IC điều khiển coi như thế là hai bên hiển thị, không có chọc ngoáy gì cả. Duy nhất là có đào bới phần nguồn nhá, đây này. Đấy, ở đây nó còn có cuộn dây này. L1 đây này. Đấy, L1 ký hiệu là cuộn dây nhá. Đấy thì cuộn dây nó hỏng rồi, không đào đâu ra cuộn dây được, nối tắt luôn. Đấy. Thì có đào bới ở cái khu vực cấp nguồn. Và hiện tại thì đã hoạt động ngoan lành nhá. Đấy. Thế thì cái thông tin với các đồng chí là cái vấn đề mà ví dụ như mà mình đào bới chỗ nào mình báo cáo ngay và luôn nha. Đấy, chứ còn không thể coi như thế là lắp vào thế xong rồi đậy nắp vào để coi như thế là bán được, mình phải báo cáo ngay. Âm ly là chưa qua chọc ngoáy gì cả, thớt radio nét chưa có chọc ngoáy gì cả, riêng cái thớt lọc xì này thì có đào bới khu vực phần nguồn. Đấy. Và bây giờ bật lên thì đương nhiên rồi, nó âm thanh nó có lọc xì thì có thể tỉa tót nắn nót các loại tần số mà ta thích, nhớ ta thích tiện, tức là nâng lên hoặc là hạ xuống tùy ý. Đấy. Và ở đây thì nó có rất nhiều chế độ âm thanh nha. Đấy, bây giờ mình test luôn music con. Demo phát
Đấy, tắt equalizer đấy. Đây. Tắt equalizer rồi đấy. Bật equalizer lại nhá. Đấy. Rất nhiều chế độ âm thanh. Ta còn chỉnh bass jack ở đây luôn này. Đây. Đấy. Xin phép dừng clip đây, đóng em nó vào.